Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người xem một câu chuyện cũng khá là thú vị khi mà chúng ta nuôi dế này mọi người. Đây là mọi người thấy trên cái khay thức ăn của cái chuồng mà em nuôi dế, thì em đã cho nó đói thử một ngày ha. Và tối hôm nay thì em cho nó ăn lại, thì mọi người thấy nó như thế nào ha. Bây giờ là em sẽ bỏ bàn tay vào nè mọi người. À, em sẽ bỏ bàn tay vào đây nè. Nè, nè. Khi mà con dế nó đói thì nó sẽ khát mọi người. Đây, mọi người thấy không? Này. Khi mà em bỏ bàn tay vào á thì dế nó sẽ tới nè. Đó, này. Nó sẽ tới nè. Đó, mọi người nè. Nó sẽ cắn trên cái thai của mọi người. Khi là nó đói á là nó sẽ cắn cái thai em luôn. Này, mọi người thấy không? Này. Nó bu vào nó cắn nè mọi người, là nó đi tìm thức ăn á, nó tưởng bàn tay của em là thức ăn của nó nè. Đây là mọi người thấy nè, em đang mới vừa trộn thức ăn cho nó, cho nên là nó bu vào nè, nó bu vào nó cắn nè mọi người, nó cắn nó ăn nè. Dế thái thì nó cắn rất là đau mọi người, một con cắn rất là đau. Không người đau, nó cắn tay em luôn này. Nhiều con nó nghe mùi nó tới lần rồi mọi người. Nó tới nó tìm thức ăn á. Đó này, mọi người thấy không? Này, nó sẽ bò lên nhiều đi. À, nó cắn cái tay em nè. Đó này, nó sẽ bu ha, mọi người nào nó bu vào nó kiếm ăn nè. Đây là những con dế cái nha mọi người này, những con dế cái này mọi người thấy nè, nó bụng nó rất là to, nó phải chữa này, cái bụng nó rất là to này mọi người nè, bụng rất là to. Những con này là nó chưa sinh sản mọi người ha. Nó chưa sinh sản, bụng nó to như thế này nhưng mà nó cũng chưa sinh sản. Đó, mọi người đi tìm thức ăn này. Một ngày hôm nay là do em bận á mọi người, cho nên là em chưa cho nó ăn á, chỉ cho nó ăn lá chuối nè mọi người này. Đó, cho nên là không có bỏ thức ăn cho nó, cho nên là nó đói á, và bây giờ là bỏ tay vào là nó nghe cái mùi á, em mới trộn đồ ăn cho nó luôn, nó nghe cái mùi là nó sẽ nhảy vào nó cái này nó ăn nè mọi người này. Ha, mọi người thấy không? Dính đồ ăn lên tay này là nó sẽ đi vào nó ăn này. Người ta không này. Nó sẽ tới lần nè, mọi người thấy nó sẽ tới đông không? Nè. Nó tới đông nó dành đồ ăn này mọi người. Mà nó đã lộn luôn. Con cái nè, mọi người thấy con cái nha. Cái con được, cái con được. Ai còn chưa, giờ là hai con đực nó dí nhau, nó đá nhau này. Đi tìm đồ ăn mọi người. Này, mọi người đang đây đây nữa người. Nó đi cái măng này. Đó, đây là những con dế cái nha mọi người thấy này, nó có một cái đít, nó có cái đuôi này, rất là dài này. Cái này là cái kim của nó này, nó dùng nó để nó sinh sản mọi người, nó đẻ này ha. Đây là con bên này, con này là con đực này ha, mọi người thấy con đực này. Con này là con trống, dế trống. Đây là con dế cái này ha. Đó, có cái kim rất là dài. Con đực thì cũng có cái kim nhưng mà cái kim nó ngắn lắm mọi người ha. Con đực lớn không có cái kim nha mọi người. Con đực lớn nó không có cái kim. Cái này là cái cánh của nó này mọi người, chứ không phải là cái kim. Còn con cái là có cái kim dài này mọi người.
cái màu đen dài này. Nó tụ lại rất là nhiều. Rồi bây giờ là em sẽ đổ đồ ăn cho nó ăn nha. Bây giờ là em sẽ cho đồ ăn xuống này mọi người, cứ tầm khoảng 30 phút thôi là nó sẽ tới nè. À, con này sẽ tới trước này, có vài con tới liền. À, nó nghe cái mùi là sẽ tới liền mọi người. Rồi em sẽ đổ qua bên này ha. Rồi em sẽ đổ hai khay ha, hai khay này, hai khay mọi người. Rồi mọi người chờ khoảng 2-3 phút gì đó thôi là nó sẽ tập trung ra nó ăn nha. Nè nó tới rồi nè mọi người, tới rồi nè. Rồi bây giờ thì em sẽ qua cho với cơm ăn này mọi người, với cơm bên này luôn. Đây mọi người thấy với cơm không? Này đó, với cơm, cái cơm này mọi người nè. Với cơm này nó bằng ăn lá chuối nha mọi người. À, ôi em cho với cơm ăn khoảng, nói chung là với cơm này thì nó ra rất là nhanh, nó phi ra nhanh lắm mọi người. À, đây này là những cái tổ mà để cho với cơm nó đẻ nha mọi người. Đây mọi người này, em bỏ hai cái vị đứng gà, hai cái vị đứng gà này dế rất là nhiều. À, đây ha, để em đem cái vị đứng gà cho mọi người xem dế này. Đây này, đây thấy không này, nằm trong này rất là nhiều này đó nè mọi người. Khá là nhiều ha. À, hôm trước là em đã bán bớt rồi mọi người, nên là cũng còn, nói chung là nó cũng còn không được nhiều lắm, nhưng mà hôm trước em bán 5 cái vỉ rồi, 5 vỉ rất là nhiều mọi người. 5 vỉ là khoảng tầm khoảng 2 ký á. Đây bây giờ mọi người thấy không, nó ra chỉ trong vòng dế này nó ra rất là nhanh. À, thì nó nghe mùi là nó ra nhanh lắm mọi người. Này, quay gần cho mọi người xem này. Dế này là dế cơm nha mọi người. Ở miền Trung của em người ta sẽ gọi là dế cơm. Đó, người thấy không? Này. Ra rất là nhanh nè. Đó. Ở đây là dế cái cũng rất là nhiều nè mọi người. Chủ yếu là em nuôi dế cái thôi, vậy vì dế cái cho nó đẻ. À, đây là cái miếng thịt này, đây mọi người này. Đó, mọi người thấy những con dế cái nó vô trong này nó đẻ này ha. Có một lồng gà em để làm rớt trong này. Đó, nó nghe mùi là nó ra rất là nhanh. Rồi qua bên này em sẽ quay cho mọi người xem dế thái nó ra nha. Đây, dế thái nó đang ra nó ăn này mọi người. Ha. Là nè. Ở cái lứa này thì em thấy dế đực nó nhiều hơn dế cái. Cái bên này cũng được nữa mà nè, mọi người nè, nó cũng răng ra nè. Đó. Có dế con nữa nè mọi người. Đây nó còn nằm trong đống rơm này mọi người, rất là nhiều nhưng mà nó chưa ra. Mấy con này nó ăn là do nó ăn lá chuối mọi người cho nên nó no. Con nào nó không ăn lá chuối thì nó sẽ ra nó ăn bã đậu. Đây mọi người ơi, với cơm quay qua với cơm một chút mọi người nè, mọi người thấy nó ra ha, rất là nhiều luôn. Dế này nó ra nhanh lắm mọi người, nó ra ăn nhanh lắm. Ăn nhanh cực kỳ luôn mọi người. Này, quay gần cho mọi người xem nè. Đó, mọi người thấy không nè. Dế cơm này nó ra rất là nhanh. Nói chung là nghe nghe thức ăn tới là nó phi ra liền mọi người, nhanh lắm. Rồi, video em quay cho mọi người xem đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Ở Đà Nẵng của em nào có anh chị nào mà muốn mua trứng dế, dế cơm hoặc là dế thái thì mọi người có thể liên hệ với em nha. Hiện tại là em có có 3 khay trứng dế cơm và có 2 khay trứng dế thái nha mọi người. Anh chị nào cần thì liên hệ em nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau.